Sau đây xin mời bà con cô bác nghe tiếp phần thứ hai hồi ký của tác giả Mũ Đỏ Sông Ngư, tiểu đoàn 7 nhảy dù, chiến trường Quảng Trị. Sau một ngày yên lặng không chạm địch, làm tôi có chút lo lắng. Trời chiều, bóng đêm từ từ phủ đầy khu vực đóng quân của tôi. Bóng đêm thực sự đồng lõa với tội ác và sự sợ hãi. Bóng đêm đã mang đến nhiều nỗi kinh hoàng và sự chết chóc cho người dân miền Nam hàng đêm. Tôi ra lệnh cho các trung đội báo động, mục đích là để cho binh sĩ nhận rõ những gì trước mặt mình trong bóng tối. Mọi vật chìm trong yên lặng. Có phải sự ngột ngạt của mùa hè oi bức hay là trách nhiệm đang đè nặng trên đôi vai tôi? Đã làm tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi mênh mang suy nghĩ. Khóa tôi ra trường đúng vào lúc Tết Mậu Thân đợt 2. Thật bất ngờ, vì lần đầu tiên binh chủng nhảy dù chọn 60 sĩ quan tình nguyện về binh chủng. Sau khi mãn khóa nhảy dù, chúng tôi được chia đều về 9 tiểu đoàn tác chiến. Nguyễn An Toại, đoàn Bá Phụ và tôi về tiểu đoàn 7. Toại và Phụ lần lượt giải ngũ, chỉ còn lại mình tôi. Hiện nay, Toại còn ở Việt Nam, Phụ đã định cư ở miền Nam Cali và đã mất sau cơn bệnh nặng. Bạn bè tôi tình nguyện về nhảy dù đã lần lượt ra đi. Hạnh về tiểu đoàn 3 nhảy dù là người ra đi đầu tiên trong khóa ở chiến trường Tây Ninh. Kế đến là Đứng, rồi sanh tiểu đoàn 8 nhảy dù ở căn cứ 6 vùng đất Tô Tân Cảnh. Và còn nhiều bạn bè khác nữa mà tôi không biết hết, cũng đã lần lượt ra đi. Phạm Đồng, tiểu đoàn 3 nhảy dù đã bị thương nặng trong trận chiến đẫm máu của mặt trận Tây Nguyên. Có lẽ đang chờ giải ngũ, hiện đang định cư tại Denver. Một số đã thuyên chuyển về pháo binh nhảy dù như Khải, Khải Hô và Trịnh Công Danh. Sau này khi ở tù Cộng sản, tôi gặp lại Khải Hô. Hắn bạch bụng ra và kể rằng, trong thời gian ở mặt trận An Lộc, hắn bị thương rất nặng cần phải giải phẫu ngay. Không phương tiện tản thương, vì thế hắn được bác sĩ mổ sống mà không có một giọt thuốc mê nào và may lại bằng chỉ bao cát. Những ngày An Lộc nằm trong địa ngục hấp hối vì bị Cộng sản bao vây, thật là kỳ diệu. Tôi bảo là số mày sẽ không bao giờ chết vì tử thần đã chê mày rồi. Hiện tại Khải Hô đang định cư ở Bắc Cali. Triên Danh tôi gặp lại ở Mỹ. Hắn kể những ngày khói lửa ở đồi Ngọc Tú, vùng Tam Biên Tân Cảnh. Hắn đi tìm xác cho tiểu đoàn chính nhảy dù. Khi rút quân ra khỏi vùng hoạt động bị lọt vào ổ phục kích của địch nên bị bắt, mãi đến 1973 mới được trao trả. Hiện tại đang định cư tại vùng Tampa Bay, Florida, vẫn hào phóng và mê gái như ngày nào. Hiện tại đang vui thú với cây kiện cùng với họ hàng cô nhắc. Bạn bè tác chiến còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đinh Văn Tường, Tường Cao ở tiểu đoàn 9 nhảy dù, và Hồ Tường, tiểu đoàn 5 nhảy dù, Minh Lùng ở tiểu đoàn 8 nhảy dù, giờ này có lẽ cũng đang tả xuân hổ độc trước kẻ thù. Tường Cao hiện tại định cư ở tiểu bang Oregon, Hồ Tường ở tiểu bang Philadelphia, còn Minh ở Canada. Tôi nhìn qua lành, nằm yên, không biết anh có ngủ được không? Thường ở những nơi nguy hiểm, tao bảo tiền sát ngủ cạnh tôi để kịp thời khi cần. Trong trận chiến, nhất là đối với binh chủng nhảy dù, sự rủi ro chết chóc làm sao tránh khỏi. Nhưng tôi nghĩ nếu cấp chỉ huy có cái nhìn nhạy bén, một quyết định kịp thời đúng lúc, thì sự thiệt hại sẽ ít đi. Điều này thật sự đã ám ảnh trong cuộc đời binh nghiệp của tôi rất nhiều. Sau hơn một tuần lễ, kể từ ngày đơn vị tôi vượt sông Mỹ Chánh tiến vào cổ thành Quảng Trị, đại đội đã mất đi một số binh sĩ và một số hạ sĩ quan nòng cốt thâm niên từ trận Đồng Xoài như Trung sĩ Châm. Anh chết cùng với tổ đại liên khi đại đội tôi vượt sông Nhung. Kế đến Thượng sĩ Phái, ông là thường vụ đại đội. Ông chết vì đạn pháo kích 130 ly của địch
khi dẫn toán binh sĩ về tiểu đoàn lệnh tiếp tế. Chính đích thân Khôi Nguyên báo tin này cho tôi biết. Thật tình tôi cảm thấy thẫn thờ trước tin buồn này. Nhớ những ngày đầu về đơn vị, ông là trung đội phó trung đội 4. Tuổi lính của ông gần bằng tuổi đời của tôi, vì thế tôi thường gọi ông bằng bố. Ông gần gũi đơn vị nhiều hơn gần gũi với gia đình. Cách đây mấy ngày tôi còn nhớ khi tiến vào Quảng Trị, đại đội chạm địch. Ông còn quanh quẩn bên tôi để đốc thúc canh chừng bảo vệ cho tôi. Tấm lòng của ông đối với tôi, tấm lòng có một thuộc cấp đối với cấp chỉ huy của mình. Làm sao tôi không xúc động hay có thể quên ông được? Ông mới chính thức là người lính già suốt đời tận tụy với nhiệm vụ mà cấp trên đã giao phó. Ông đã hy sinh hơn nửa cuộc đời của mình cho đơn vị, cho binh chủng. Thật đáng kính trọng. Một số binh sĩ như Hạ sĩ Chánh, Hạ sĩ Nhất Hoàng, binh Nhất Anh và một số binh sĩ khác mà tôi đã quên tên cũng đã vĩnh viễn ra đi. Trong số đó có một số đã cùng tôi vào sân ra tự khi tôi còn làm trung đội trưởng. Thì làm sao lòng tôi không xót xa thương tiếc được. Dòng tư tưởng tôi bị cắt đứt qua báo cáo của trung đội có tiếng cua đồng. Tôi bước ra khỏi hầm, đúng thật là tiếng xe cơ giới hay chiến xa đang di chuyển. Từ hướng Tây Hải Lê, thôn đã đứng. Tôi gọi lệnh xin pháo binh bắn vào mục tiêu mà tôi đã tiên liệu. Sau nhiều tràng bắn hiệu quả, tiếng xe di chuyển yên lặng, rồi lại tiếp tục, pháo binh tiếp tục bắn lại, cứ thế qua nhiều đợt cho đến trời sáng. Tình trạng này lại tái diễn đêm kế tiếp. Tôi báo cáo toàn bộ tình hình cho Sông Lô biết rõ và nhận định rằng đây là con đường huyết mạch tiếp tế cho toàn bộ đơn vị địch đang ở phía nam qua động Ông Đô. Hiện tại địch còn đang giếm giữ. Ở đây là đầu nguồn của sông Thạch Hãn, mùa khô dòng sông cạn rất thuận lợi cho việc di chuyển tiếp tế bằng xe cơ giới. Tôi đề nghị Sông Lô sẽ vung rộng ra về hướng Tây qua Hải Lê và thôn Đá Đứng. Sông Lô đồng ý. Hiện tại Sông Lô đang ở vị trí tuyến xuất phát cùng với Hải Đăng. Vì từ cao độ này ta có thể quan sát tổng quát thôn Nhũ Lê. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi họp các trung đội trưởng nói rõ ý định và tiên đoán rằng trước sau gì địch cũng sẽ tấn công vị trí đóng quân của ta. Vì chúng ta đã chặn vào yết hầu, vào con đường huyết mạch của chúng. Vì thế bằng mọi giá, chúng phải bước ta ra khỏi vị trí này cho bằng được. Để được an toàn, đại đội cần phải buông rộng về hướng Tây. Phòng thủ tức là tấn công. Tôi sử dụng hai trung đội làm nỗ lực chính. Lấy sông Thạch Hãn làm chuẩn, buông rộng về hướng Tây, vừa vượt qua thôn Nhũ Lê, thì chạm địch nặng. Trung đội 1 có một tử thương ngay loạt đạn đầu, đó là Hùng, một tân binh vừa mới tăng cường chiều hôm qua. Tôi không bao giờ quên được gương mặt của em, Hùng rất trẻ, lanh lợi, tự xưng mình là Hùng Tây Lai, đòi xin về trung đội tác chiến cho bằng được. Giờ đây chắc em đã tội nguyện rồi, lòng tôi xe thắt. Hùng còn quá trẻ, nếu không có chiến tranh, em hãy còn vui chơi với bạn bè, người thân. Chiến tranh sao tàn nhẫn quá. Địch bắt đầu pháo kích từ hướng bên kia bờ sông Thạch Hãn, nhưng không chính xác. Sau đợt pháo binh, toán khinh binh trong đội phi chiếm được căn nhà tôn đầu tiên. Vừa lúc đó tiếng Sông Lô gọi với vẻ khẩn cấp. Sông Ngư, hãy trở về vị trí đóng quân ngay. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng với giọng nói của Sông Lô, tôi cũng đoán được điều gì bất lợi cho tôi, nên ra lệnh cho các trung đội quay về vị trí đóng quân ngay lập tức. Vừa vào vị trí đóng quân, tôi liền báo cho Sông Lô, được biết địch sử dụng một đơn vị từ dãy đồi thông phía nam thôn Nhũ Lê, vượt qua khoảng đồng ruộng, mục đích tấn công vào cạnh sườn và khóa đường về vị trí đóng quân của đại đội tôi. Tôi ra lệnh cho tất cả đại đội báo động và đồng thời tiếp tục kéo hỏa tập pháo binh của Sông Lô đang bắn, chặn thành tuyến cản về phía nam. Thấy không thực hiện được ý đồ, địch chạy ngược về dãy đồi thông. Sông Lô theo dõi quan sát rất rõ cho tôi biết. Thật là may mắn, nếu không có Sông Lô theo dõi phát giác kịp thời, chắc đơn vị tôi gặp nhiều thiệt hại. Sau ngày địch giở trò muốn nuốt trọn đại đội tôi, tình hình càng căng thẳng.
Tôi chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cuộc tấn công của địch. Chưa biết cường độ như thế nào, nhưng chắc rằng sẽ ác liệt hơn. Tất cả những vũ khí chống chiến xa M72 và XM202 4 nòng của đại đội tôi đang sẵn sàng chờ đón xe tăng địch. Theo đích thân Hồng Hà, trưởng ban 3 của tiểu đoàn, sau cùng ông là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 nhảy dù, cho biết là lệnh trên vẫn tiếp tục giữ thằng Delta, đại đội 74 ở lại. Tôi tự đùa chắc là các đích thân nghĩ rằng thằng Delta, toàn bộ con cái của nó đã được uống thuốc gần rồi. Tôi thì nhảy dù cố gắng vậy, hai tiếng cố gắng nghe sao có vẻ khiêm nhường, nhưng đó là quân lệnh sắt đá, là phương châm cho tất cả những người lính nhảy dù phải cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ, dù khó khăn đến đâu khi cấp trên đã giao phó. Sự thay đổi đột ngột bất ngờ đến với tôi, Song Lô ra lệnh cho tôi biết là đại đội tôi rời vùng hoạt động, sẽ có đơn vị khác vào thay thế, điều đặc biệt là cân bằng giao, mà đơn vị mới tự vào vùng. Sau này tôi mới biết đơn vị đó là biệt cách 81 vừa mới tăng cường từ mặt trận An Lộc. Chiều ngày N cộng, đại đội tôi đã trở lại nhà thờ La Vang, trời đã sẩm tối, nên tôi tạm thời đóng quân trong một xóm nhỏ cách nhà thờ khoảng chừng 200 mét về phía Tây Bắc. Đây là một xóm nhỏ, nhà cửa đã đổ nát thành đống vụn ngổn ngang, chỉ còn một hai cái. Mái nhà vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bờ tường đã nghiêng ngả, loang lộ những vết đạn. Từ đây đến nhà thờ phải vượt qua khoảng ruộng nhỏ, có bờ đê chạy về hướng Tây, thẳng đến chân đồi. Bên kia là khu nhà thờ xung quanh hoàn toàn đổ nát. Có lẽ nơi đây đã xảy ra những trận đánh ác liệt giữa ta và địch, cùng nằm trên trục tiến quân của tiểu đoàn 11 nhảy dù. Trời vừa hừng sáng, qua một đêm thật yên lặng, bỏ lại những lo âu, căng thẳng. Hơn một tuần lễ ở thôn Nhũ Lê, địa danh làm tôi khó quên. Những ngày kế tiếp sẽ ra sao, thật là khó biết được. Dòng tư tưởng tôi vẫn mênh mang. Bỗng tôi nghe có tiếng la to từ tuyến đóng quân của trung đội 1. Giết cổng! Giết cổng! Liền sau đó là những tràng đạn XM-16. Tôi liền chụp lấy ống liên hộp và được nghe báo cáo. Việt cộng đã vượt thoát từ trong tuyến đóng quân của trung đội 1 chạy về hướng nhà thờ. Điều này làm tôi hết sức ngạc nhiên, vì khu vực này trước kia chúng tôi đã lục soát và thường ngày qua lại để lãnh tiếp tế. Tôi liền đến tuyến đóng quân của trung đội. Được biết rõ đêm qua có 3 tên bộ đội trốn dưới căn hầm. Có lẽ vì đại đội tôi đến bất ngờ quá, nên chúng không chạy kịp đành phải ở lại cho đến sáng. Đây là điều thú vị bất ngờ. Trong cuộc đời nhà binh của tôi vì địch và ta cùng chung sống hòa bình một đêm, tôi tự nghĩ con người ta không phải dễ chết. Gần nửa trung đội bắn đuổi theo 3 tên bộ đội mà chả hạ được tên nào cả. Phải chăng đó là niềm tin cho ta bám víu để có thể tiếp tục chiến đấu? Tôi báo cáo mọi diễn biến lên tiểu đoàn và chờ lệnh. Sau đó Khôn Nguyên gặp tôi trên đầu máy và ra lệnh cho tôi đẩy một trung đội sang lục soát khu nhà thờ. Vừa vượt qua khu đồng trống bung rộng về hướng Tây thì chạm địch nặng. Hỏa lực địch từ dãy đồi trọc ở hướng Tây rất mạnh. Qua vườn mít đã sơ sát trống trải là khu nhà đổ nát. Địch tập trung ở đấy bắn ra dữ dội. Vì thế trung đội phi không tài nào nhúc nhích được. Tôi đang điều chỉnh những hỏa tập tiếp cận, nhưng vì bắn qua đầu nên rất nguy hiểm. Liền sau đó, tiếng Song Lô trên đầu máy cho tôi biết sẽ cho hai chiến xa M48 vào tăng cường. Song Lô và Toán mang máy ngồi xe đầu. Tôi còn đang ở cánh phải nên không gặp trực tiếp Song Lô được. Tôi chỉ báo cáo trên máy về tình hình hiện tại và cho Song Lô biết không thể tiến lên lúc này được vì hỏa lực địch đang rất mạnh từ hướng chân đồi. Tôi không biết lúc đó Song Lô đang nghĩ gì, hay là cho tôi nhận định tình hình địch sai, nên cứ tiếp tục cho chiến xa lù lù chạy thẳng tới. Vừa vượt qua toán khinh binh của trung đội đi đầu, liền bị ngay một quả AT-3 bắn ra từ hướng chân đồi. Chiến xa trúng đạn bốc cháy dữ dội, mất thăng bằng. Vì thế chiến xa bắt đầu dê loạn xạ, hất tung anh ba, mang máy trước xuống đất.
Lúc này chiến xa không còn định hướng được chạy chao đảo nên đã cán vào chân anh phải cưa mất một chân. Từ đó hổng danh anh là Ba Cục. Anh vượt biên, gia đình sống ở Nam Cali, hình như anh đã mất vì bạo bệnh. Riêng Song Lô bị thương rất nặng toàn thân, tay chân đều bị gãy. Tôi báo cáo cho Khôi Nguyên xin tải thương thật gấp, vì tải thương kịp thời nên Song Lô đã được cứu sống. Sau này khi trở về đơn vị, ông giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 nhảy dù, cho đến ngày cuối cùng, thay cho đích thân Khôi Nguyên về nắm chức vụ lữ đoàn phó lữ đoàn 3 nhảy dù. Đại đội tôi, một số chết và bị thương, trong đó có Tiếu Quý Phi. Sau khi di tản thương binh xong trời đã tối, tôi đành phải đóng quân lại khu nhà thờ La Vang. Sau một ngày đầy mệt mỏi, nhưng lòng tôi vẫn bồng chồn lo lắng. Mục tiêu mà ngày mai tôi phải thanh toán đang yên lặng chờ đợi, đầy thách thức đối với tôi. Tôi cảm thấy còn hối tiếc vì đã để Song Lô bị thương nặng như ngày hôm nay. Lòng tôi ngổn ngang trong giấc ngủ nặng nề. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi gọi Trung Quý Dũng. Dũng là sĩ quan vừa mới tăng cường về đại đội tôi. Hình như anh từ bộ binh chuyển qua. Hiện tại Dũng đang sống ở Houston, Texas. Tôi tạm thời để anh làm trung đội trưởng trung đội 2. Tôi nói rõ ý định của tôi và ra lệnh cho anh dẫn trung đội vòng về hướng Nam. Lợi dụng những khu nhà đổ nát ẩn nấp và cho toán khinh binh bám sát, tấn công vào mục tiêu mà hôm qua địch đã tập trung. Còn tôi điều động hai trung đội còn lại tấn công theo hướng cũ để đánh lừa địch. Kế hoạch tấn công của tôi thành công. Toán khinh binh trung đội 2 đánh bật được chốt mà hôm qua đã làm đại đội tôi bị thiệt hại rất nhiều. Một điều làm tôi ngạc nhiên, hỏa lực địch từ hướng chân đồi vẫn yên lặng. Có lẽ là địch đã rút lui. Tôi tiếp tục bung rộng về hướng Tây. Y như tôi phỏng đoán địch đã rút lui để được an toàn nên chúng để lại chốt thí. Địch đã bỏ lại nhiều loại vũ khí có cả 37 ly phòng không, súng cối 61 ly, 82 ly, dàn phóng AT-3 và rất nhiều quân dụng. Có lẽ đây là cấp trung đoàn mà địch đã ém quân ở đây từ lâu. Địch đã lợi dụng yếu tố nghi binh, ém quân nơi trống trải. Vì thế ta không ngờ để phát giác được. Tôi báo cáo toàn bộ cho Khôi Nguyên và xin thiết giáp vào kéo những vũ khí mà ta mới vừa tịch thu được. Tôi chọn được một góc nhà thờ chánh để đóng quân. Giờ đây tôi mới thật sự nhìn rõ ràng cảnh vật chung quanh khu nhà thờ. Khu thánh đường, mái nhà đã hoàn toàn sụp đổ. Bên trong ta có thể nhìn cả một bầu trời xanh. Bàn ghế nơi khu làm lễ, gãy vụn ngổn ngang, tượng chúa vẫn còn. Bước sâu vào trong, mọi vật tung tóe đổ nát. Trong bầu không khí vắng lặng, tâm hồn tôi thật sự lắng động. Một mình đứng giữa khu thánh đường rộng lớn, tôi cảm thấy mình nhỏ bé. Trong khoảng không gian hoàn toàn yên lặng tưởng chừng như nghe được từng hơi thở của chính mình. Tôi cảm thấy lạnh lạnh trận người như có điều gì linh thiêng. Mặc dù tôi không phải là người theo đạo, nhưng lòng tôi muốn xin nơi Chúa một lời cầu nguyện. Xin Chúa cho đơn vị con được bình an. Điều đặc biệt, gác chuông và tượng thánh giá vẫn còn sừng sững nguyên vẹn. Cảnh vật xung quanh nhà thờ hoàn toàn đổ nát trong thảm hại. Trên tượng Đức Mẹ La Vang vẫn còn đứng nguyên vẹn, như hứng chịu nỗi đau khổ nhọc nhằn với người dân Quảng Trị. Đóng quân ở đây được vài ngày, đại đội tôi phải di chuyển đến phòng thủ cho căn cứ pháo binh. Thật tình tôi không thích đóng quân chung với mấy ông súng to vì dễ ăn đạn đại bác 130 ly lắm. Vào đêm thứ hai, tôi nghe chuẩn quý làm tiền sát viên pháo binh báo là đơn vị biệt cách 81 vừa mới thay ta ở Nhũ Lê, bị địch tấn công bằng chiến xa. Tôi nhìn đồng hồ lúc đó là 10 giờ đêm. Xin nói rõ khi lực lượng biệt cách 81 tăng cường cho mặt trận Quảng Trị, nhảy dù yểm trợ pháo binh và cung cấp tiền sát viên, vì thế tôi biết được qua hệ thống pháo binh. Tôi không biết rõ diễn tiến trận đánh lúc đầu như thế nào, nhưng khi tôi nghe thì tưởng chừng như tiếng kêu cầu cứu hoàn toàn thất vọng của tiền sát viên. Gần lại 50, nhanh lên, nhanh lên! Địch đã tràn ngập trướng đóng quân. Liền theo đó là, xin bắn lên đầu tôi! Đây là câu nói cuối cùng của tiền sát viên mà tôi nghe được trên hệ thống pháo binh. Tôi biết đây là tình huống tệ hại nhất mà không còn sự chọn lựa nào khác. Thật can đảm, thật
thật đáng phục. Sau này tôi được biết đại đội này là đại đội 2, do Đại Quý Sơn chỉ huy. Khi chiến xa, địch đã lọt vào phòng tuyến còn cách hầm chỉ huy rất gần. Có lẽ địch không biết nên khi pháo binh bắn lên đầu, lợi dụng lúc ấy toàn bộ hầm chỉ huy thoát được ra khỏi phòng tuyến. Nhờ những đống rơm ẩn nấp an toàn nên chạy thoát được. Sáng ngày hôm sau, tiếng Khôi Nguyên trên đầu máy. Theo như lời Khôi Nguyên bên kia đầu máy, tôi ngầm hiểu ý muốn của các đích thân, hãy cho thằng Delta và nhủ lệ lại. Tôi nghĩ thầm, trời ơi, sao lại là thằng Delta mà không phải là thằng biệt cách 81? Khâu Nguyên lệnh tiếp cho tôi, nhiệm vụ chính của anh là phải tái chiếm lại Nhũ Lê. Sau đó, để cho lực lượng biệt cách 81 vào tải toàn bộ tử thương mà họ đã bỏ lại và sẽ có lệnh tiếp cho anh sau. Trở lại Nhũ Lê lần này, lòng tôi có chút lo âu thật, nhưng đầy tự tin hơn vì chúng tôi đã biết rõ địa thế ở đây và có lẽ điều này đối với tôi. Như lệ chính là địa danh làm tôi khó quên được. Lần này chúng tôi cũng xuất phát từ nhà thờ La Văn để đến tuyến xuất phát. Khi tôi đến thì đích thân Hồng Hà, Võ Trọng Em đang điều chỉnh những phi tuần phay trơ đánh vào mục tiêu Như Lệ. Theo lời Hồng Hà cho tôi biết, ông đã điều chỉnh hàng chục phi tuần đủ loại vào mục tiêu. Đúng thật, giờ đây, Như Lệ dưới mắt tôi đã loang lổ từng khoảng trống trải. Từ xa nhìn vào, hình như có một chiến xa địch còn nằm bên trong phòng tuyến của ta. Nhìn thật kỹ, có lẽ chiến xa này không còn hoạt động được nữa. Sau phi tuần này, tôi bắt đầu vượt tuyến xuất phát. Tôi vẫn sử dụng lối tấn công như lần trước vì quen thuộc địa thế, nên chúng tôi di chuyển rất nhanh. Lần này tôi sử dụng lối tấn công bất ngờ, nhanh nhẹn. Lợi dụng yếu tố những phi tuần không quân vừa mới oanh kích, chúng tôi đã chiếm trọn mục tiêu mà không có sự kháng cự nào của địch cả. Hai trung đội đầu đã chiếm trọn vị trí đóng quân của đại đội biệt cách 81. Tôi báo cáo toàn bộ tình hình và số lượng tử thương mà đại đội biệt cách còn bỏ lại cho Khôi Nguyên và đồng thời bung rộng ra khỏi phòng tuyến. Địch đã rút lui và bỏ lại một chiến xa trên phòng tuyến của ta. Chiến xa đã bị đứt sức, có lẽ do pháo binh ta bắn trúng. Gần một tiếng đồng hồ sau, đơn vị biệt cách 81 vào. Khâu Nguyên ra lệnh cho tôi bàn giao lại cho đơn vị này. Và trời vùng ngay, lòng tôi thật sự nhẹ nhõm qua một ngày cơ thể trả rời. Trời vùng Nhũ Lê, địa danh đặc biệt khó quên. Đại đội tôi hoạt động vùng phía tây của nhà thờ La Văn tương đối nhẹ nhàng. Thật sự là để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tái chiếm lại căn cứ vô cùng quan trọng về hai phương diện chiến thuật và chiến lược. Đó là căn cứ En, tức là địa danh của động Ông Đô. Tác giả Sông Ngư, tiểu đoàn 7 nhảy dù. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con cô bác mình đã lắng nghe.